Kính thưa quý vị, ga tàu chỉ phục vụ một hành khách suốt 3 năm, tên tự Engaru, Nhật Bản. Ga tàu Kami Shirataki thuộc thị trấn Engaru, đảo Hokkaido, cực bắc của Nhật Bản, từ lâu chỉ đón tiếp một hành khách duy nhất là một nữ sinh trung học chờ tàu đến trường. Hiệp hội Đường sắt Nhật Bản, cơ quan điều hành mạng lưới đường sắt cả nước đã ra quyết định này hơn 3 năm về trước. Khi đó, số lượng các chuyến tàu qua kami shirataki đã giảm mạnh do ga nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh và dịch vụ tàu chở hàng cũng đã ngừng hoạt động tại đây. Hiệp hội đường sắt Nhật Bản gần như đã sẵn sàng đóng cửa ga vĩnh viễn, nhưng rồi họ nhận ra một cô bé nữ sinh vẫn ngày ngày đón tàu ở ga để đi học. Do đó, họ quyết định vẫn duy trì hoạt động để phục vụ cô nữ sinh cho đến khi tốt nghiệp trung học. Dự kiến tháng 3 tới đây, cô nữ sinh Haka Harada 18 tuổi sẽ tốt nghiệp trung học. Điều đó đồng nghĩa với nhà ga Kami Shirataki cuối cùng cũng sẽ phải đóng cửa. Đối với cư dân và những người tình nguyện như Norichika Niwa, người giữ cho cái tàu ga hoạt động 4 lần một ngày trong những năm qua, thì việc đóng cửa ga tàu là một giai đoạn xúc cảm. Nhưng đã là Kiricho Harada, người sẽ có cảm xúc nhiều nhất khi nhìn thấy con gái của ông bước lên tàu lần cuối cùng trước khi rời nhà lên đại học.